Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những clip về Auto Chess ở trên kênh Game Today. Anh em thân mến, như thường lệ, mỗi lần update thì trên kênh của tôi sẽ giới thiệu đến với anh em. Chúng ta sẽ cùng trải nghiệm cái đội hình mạnh nhất ở trong meta anh em nhé. Đội hình mạnh nhất theo cái tiêu chí là dễ chơi, dễ trúng thưởng, mạnh ở cái giai đoạn đầu game, giữa game và cuối game thì nó cũng sẽ vẫn rất là mạnh nha anh em nhé. Rồi, không để chần chừ lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Sau update thì cái bộ Hunter nó đã có một cái sự thay đổi rất là lớn trong cái cơ chế vận hành. Thay vì cái việc là cộng đam cho mỗi cái con Hunter khi mà kết hợp với cái bộ 3, bộ 6 cũng như là bộ 9 Hunter, thì bây giờ nó không còn cộng đam nữa, mà nó sẽ có những cái phần trăm để có thể thêm được một cái hit đánh. Đấy, và cái hit đánh đó thì nó là một cái hit đánh mà có hai cái đòn đánh liên tiếp. Đấy, mỗi cái đòn đánh là nó sẽ có cái tốc độ là 0.1, tức là nó bằng một cái tốc độ của một cái con Velomancer chơi ở trong cái bộ Glacier đấy, 6 Glacier mắc tốc đó. Thì bây giờ tốc độ của những con Hunter nó có thể đạt được cái tốc độ của cái con Velomancer trong bộ 6 Glacier đấy. Có rất nhiều người có so sánh cái bộ này với cái bộ 6 Glacier, có vẻ như là cái cơ chế của hai bộ nó khá là giống nhau, đặc biệt là khi mà sau khi có thay đổi ở cái bộ Hunter. Thì có nhiều người đánh giá là cái bộ Hunter ấy, cái cơ chế đánh với cái tốc nhanh nó còn mạnh hơn cả cái bộ 6 Glacier nữa. Và thậm chí là nếu mà coi 6 Glacier nó là một cái phiên bản iPhone thường, thì chắc chắn là 6 Hunter hoặc là 9 Hunter nó có thể chúng ta sẽ coi nó như là một cái bản VIP Pro Max. Đó, thực sự là khi mà chúng ta nói như thế thì là anh em có thể thấy là người ta nhận xét như thế thì tức là nó phải nói là cực kỳ mạnh rồi. Đấy, còn mạnh như nào thì trong cái clip này chúng ta sẽ trải nghiệm nha anh em nhá. Đấy, còn tất nhiên là cũng sẽ có rất nhiều anh em đã trải nghiệm rồi. Một vài anh em thì thấy là nó thực sự là mạnh. Đấy, khi mà anh em nắm được cái chân lý của nó. Đấy, còn một vài anh em thì vẫn chưa thấy nó mạnh lắm. Đấy, có rất nhiều anh em là mặc dù là nghe thấy người ta nói là Hunter rất là mạnh, nhưng mà lại chơi thì lại không thấy mạnh lắm. Thế lý do là tại làm sao? Thế thì trong cái video này chúng ta sẽ tìm hiểu nha anh em nhá. Rồi ok. Đấy rồi, Hunter đầu game cho rất là nhiều Hunter. Rất là ok. Hiện tại là đang thiếu cái con Skull Hunter. Khi mà ra là cái con Skull Hunter thì tôi có thể kích được hai đỏ mà không cần phải có một con Skull Man. Sau đó lên level 7 thì chúng ta sẽ có một cái đội hình chuẩn Hunter từ bao nhiêu năm nay rồi. Đấy chính là cái đội hình 6 Hunter kẹp với cái hai đỏ. Đó là cái đội hình mạnh nhất ở cái giai đoạn mà level 7. Level 7 thì thực sự là sau round 11, nếu mà form được cái đội hình đó thì phải nói là rất là mạnh. Đấy, tất nhiên là cũng sẽ có một cái đội hình mạnh hơn. Đấy chính là khi mà anh em ra được một cái con gấu, con gấu 2 sao. Đấy, anh em để ở phía trên làm tăng cơ thì nó sẽ mạnh hơn là kẹp với cả hai đỏ. Nhưng mà cái con gấu thì nó khó ra hơn là một con ách. Đó, nên là con ách nó là một cái đội hình tiêu chuẩn. Ok, rồi. Áp 6 luôn anh em ạ. Khi mà chúng ta đang mạnh thì chúng ta cứ đẩy cấp, cho thêm được 3 warrior vào và kẹp thêm được cả beat nữa. Chúng ta vẫn sẽ có là 3 hunter. Ba Hunter ấy thì bây giờ nó không cộng nam nữa. Đấy, cái tỷ lệ nó khá là hên xui đấy. Bây giờ nó có cái tỷ lệ nó là 25%. Cái tỷ lệ mà ra một cái đòn đánh theo sau, nó gọi là đòn đánh theo sau ấy, khi mà chúng ta đánh một đòn và nó thêm một đòn ngay tiếp theo đó, sau cái khoảng cách nó là 0.1 nha anh em nhá. Đấy. Tức là 0.1 giây ấy, tức là nếu mà nó xảy ra liên tục ấy thì tức là nó sẽ đánh được là 1 giây nó sẽ đánh được 10 phát. Đấy. Tốc độ nó như là một con Velomancer trong bộ 6 Glacier như vừa nãy tôi nói đấy. Đấy, đây ở trong một trận đấu này cũng có người Chanter là anh em này. Đấy, anh em thấy không? Cái độ hot ở trong cái bộ này. Bộ này cực kỳ dễ chơi luôn. Ok. Bây giờ nhưng mà cái thằng kiểu ra ngựa sớm từ không thèm chơi luôn. Đấy, anh em thấy không? Ra ngựa sớm, ngày trước ra ngựa nhá, ra lại còn ra hai con ngựa, ba con ngựa. Chắc chắn là quay xe luôn, bán hết Hunter, nhưng bây giờ khác rồi anh em ạ. Bây giờ cái bộ Hunter nó không những là nó mạnh ở cái giai đoạn đầu game. Ngày trước thì nó chỉ mạnh ở giai đoạn đầu game thôi. Đấy, nhưng mà bây giờ thì không.
bây giờ thì nó không chỉ mạnh ở cái giai đoạn đầu game đâu anh em ạ. Nó mạnh ở cái giai đoạn đầu game, giữa game và cuối game thì nó vẫn cứ mạnh. Dã man. Anh em phải chứng kiến nó ở trong những cái lobby ấy mà họ đánh để họ gọi là họ vào lobby họ ăn tiền ấy. Úi giời, tôi chứng kiến cái lobby toàn chơi Hunter thôi anh em ạ. Đấy, cái độ hot hay là những cái lobby đánh giải ấy, tôi đã thấy bắt đầu có xuất hiện những cái người mà chơi rất là thực dụng khi mà sử dụng cái bộ Hunter để vào để đấu giải. Đấy. Đấu giải hay là đấu lobby để kiếm tiền. Thực sự là đây là một cái bộ mà không chỉ là mạnh ở trong rank, nó còn mạnh ở trong những cái lobby với cái tốc độ rất nhanh. Đấy. Những cái trận đấu nhanh thì vẫn có thể chơi được, mà những cái trận đấu chậm thì cũng có thể chơi được, thì chứng tỏ là cái bộ này là cực kỳ meta luôn. Nó dễ chơi này, nó lại dễ mạnh, nó dễ form, mà một khi mà form được thì nó lại giữ máu rất tốt. Đấy, nó giữ máu rất tốt. Cái bộ Hunter một trong những cái bộ giữ máu tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Tiếc quá nhỉ, cái nào vừa rồi tôi bị lọt mất. Không, tôi sẽ vẫn có chuỗi, nhưng mà không sao. Lọt thì cũng chỉ lọt một con thôi, mất có hai máu, anh em thấy không? Cái bộ Hunter cơ chế là những cái con Hunter nó sẽ focus vào những cái con yếu máu nhất ở trên cái bàn cờ. Và cái bây giờ ấy, cái tốc đánh của nó rất nhanh. Đấy, nó dí rất nhanh. Ngày trước thì đam to, nhưng mà đam to nhiều khi là nó bị thừa đam ấy anh em ạ. Cái kiểu mà đam to xong rồi cứ dí vào một con ấy. Đấy, xong rồi có những cái lúc cái con đấy chết rồi, những cái cung tên nó bắn ra nhưng mà nó bắn vào không khí. Đấy thì bây giờ khác. Bây giờ những cái lượng đam nó nhỏ hơn nhưng mà nó bắn nó chất hơn. Đấy. Anh em thấy là vẫn có những cái mũi tên nó sẽ bắn vào không khí đấy. Đó, anh em thấy không? Đây anh em để ý nhá. Đấy, anh em thấy không? Có những cái mũi tên mà nó sẽ bắn vào không khí nó rất là thừa. Nó bị thừa đam rồi anh em. Đấy, anh em thấy không? Cái con dài cá nó vừa bắn ấy, nó bắn vào không khí. Đấy, anh em thấy không? Đó, con thỏ nó bắn vào không khí. Tức là ngày trước ấy, cái việc mà bắn vào không khí nó rất là nhiều, khiến cho cái lượng đam nó không được tối ưu. Đấy. Bây giờ là cái cơ chế nó thay đổi, khiến cho cái lượng đam nó cực kỳ là tối ưu luôn. Ok, cái đam này khả năng là sẽ bán thêm một con nữa để có thể là tích thêm một tiền nhỉ. Rồi, giờ tôi sẽ bán cái này 20 tiền. Nào sao rồi, sống chết thì cũng 6 con Hunter thôi anh em ạ. 6 con Hunter thôi. Cái cơ chế là như thế nên là nó tối ưu hơn. Bắn những cái cú đánh của nó đam bé hơn nhưng mà nó lại tốc nó nhanh hơn ấy. Đấy. Nó đỡ bị cái việc là bị hụt những cái cú bắn tên ấy, nó bị ra ngoài không khí. Rồi, tôi xem là cái round 11 gặp ai nào. Huân Trang à? Đúng không? Huân Trang. Ok, vậy là chúng ta đã có đủ bộ 6 Hunter. Rồi, để xem Huân Trang nào. Huân Trang này khá là yếu. Hiện tại là nó không phải là cái bộ Hunter mà nó là hai súng kẹp với cả cái bộ mới đấy. Cái con tướng mới ấy. Cái bộ gọi là H-Orc à? Đúng không? Tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà nói chung là cái bộ đấy nó, tôi đánh giá nó không được mạnh cho lắm. Bộ mới ra mà khá là yếu. So với cái bộ Hunter này thì nói chung là kém xa anh em ạ. Ok đấy, ui lao vào rồi sao bạn ơi. Như nào ôi giời. Nói thật với anh em, lao vào tự sát thôi chứ còn có cái giải quyết được cái gì đâu. Trời ơi, tôi nói thật với anh em là cả một cái bộ kích 4 con. Nó mất tới 4 con để kích. À không, không phải kích 4 con anh em ạ. Nhập mà là kích 5 con. Tức là nó chỉ có 3 con H-Orc thôi, đúng không? Sau đó là nó phải kích thêm 2 con Wizard nữa thì nó mới được là 4 con đấy anh em, tức là nó mất 5 con. Nó mất 5 slot để nó ra được một cái hiệu ứng duy nhất là lao vào đối thủ và stun trong vòng 1 giây, giống hệt như là cái con gì, con thị vệ thường ngày ở cái phiên bản trước. Ôi trời ơi, ngày trước cái con thị vệ thường ngày một mình nó là đảm nhận với vai trò của 5 cái slot đấy. Thì bây giờ, đó anh em thấy không, một cái bộ quá phế luôn. Chưa thấy cái bộ nào nó phế đến như thế đấy. Mất tới 5 slot mà chỉ có cái hiệu ứng như một cái con thị vệ một tiền ở cái phiên bản trước. Còn cái con thị vệ ở cái phiên bản này thì nói chung là nó phế quá rồi.
Chắc là cái bộ Assassin bây giờ nó kiểu nó mạnh ở cái bản trước quá nên nó phải như thế anh em ạ. Nó coi như nó cho đóng hòm luôn. Nó thị vệ bây giờ quá yếu luôn. Nó là một con một tiền mà nó lại có một cái skill của một cái con carry, nhưng mà nó lại không ra carry bởi vì là đấm nó rất là chậm. Đấy, với cái tỷ lệ là 25%. Đấy, 25% cái tỷ lệ là đẩy lùi. Nhưng mà lại đánh rất là chậm. Thế thì làm sao mà đẩy lùi được? Khó lắm anh em ạ. Nó phải đánh nhanh như là cái skill của con ốc ấy. Thì may ra một cái con đánh chậm xong rồi lại còn đam bé nữa, không thể nào mà có thể là làm carry được, nhưng mà lại có skill của carry. Đấy, thế đi, chưa hiểu là nhà phát hành nghĩ gì cho một cái con tướng nó khá là phế. Thà để như cũ, nó coi như nó thay một cái hệ tộc luôn ấy. Nhưng mà có thể là do là cái bọn Fallen Witcher kẹp với cả 9 Assassin Fake ấy, nó bá quá nên là nó phải thay đổi đấy anh em ạ. Tôi nghĩ là như thế. Một cái nữa đấy chính là Hunter cũng lâu lắm rồi cũng không ai chơi nên là cũng bắp một chút để cho Hunter quay trở lại. Cái phiên bản trước có cái bộ Fake Feather có rất nhiều người spam nên là bây giờ người ta cũng update là người ta bắp thêm cái bộ Hunter để cho cái bọn Feather ấy, nó kém đi. Đấy, Feather bây giờ rất là yếu. Hunter mạnh là Feather, tự nhiên là Feather không ai chơi. Feather là bây giờ là thực sự là không ai chơi. Rất khó chơi luôn. Trong meta nó có rất nhiều những cái bọn Hunter. Hunter giờ đang chùm. Và cái bọn mạnh thứ hai mà cái bọn Feather nó rất sợ, đó chính là những cái bộ mà nó liên quan đến cái việc là bắn trưởng. Feather rất sợ. Ok. Ok, úi rồi đấy anh em thấy chưa, lao vào chỉ có chết thôi. Hunter là bắn chết luôn. Thằng nào lao vào trước thằng ấy chết. Mấy cái con mà tộc Hắc Ork ấy là tôi coi như là tôi bỏ qua, tôi không chơi anh em ạ, không mua luôn mà vì nó phế. Cái con duy nhất mà có thể chơi được là cái con 4 tiền ấy. Cái con 4 tiền là cái con duy nhất có thể chơi được vì cái skill của nó là một cái skill stun diện rộng. Stun của nó lên đến 3 ô, tức là nó hơn cái con Phượng Hoàng 1 ô. Đấy, cái con Phượng Hoàng nó sẽ có cái vòng là 2 vòng xung quanh. Thì cái con tướng mới ấy, ở trong cái bộ Hack Orc ấy hay là cái bộ Assassin ấy, cái con tướng 4 tiền nó sẽ có một cái khoảng AOE stun nó là 3 ô. Đấy. 3 ô và nó sẽ hút tất cả vào cái vị trí ở xung quanh nó. Sau khi nó stun tất cả những con đấy nó sẽ hút lại gần nó. Và chúng ta có những cái trưởng ví dụ như của già chẳng hạn, tập hợp vào sau đó thì già phọt trưởng. Đấy cũng hay. Nói chung là kết hợp được con đấy với nhiều con, nhiều bộ khác nhau. Nhưng mà tôi không nghĩ là cái bộ Hardock kết hợp vào là hay. Rồi, bố xét. Được. Món này thì tạm thôi chứ cũng không ngon lắm. Bây giờ cái bọn Hunter này nó không cần tốc đánh anh em ạ. Có nên đổi pha lưỡi nhỉ? Tôi nghĩ là không. Để đồ như này cho nó nhiều đồ, cầm cho nó mạnh. Đấy, tôi lại có chuỗi rồi. Tôi có chuỗi cộng 5 rồi. Đấy, hiện tại con cung đen của tôi đã lên được 2 sao và nó cũng sẽ khá là mạnh. Thôi nào này thì tôi không áp cấp anh em nhá. Tôi cứ để cái này thôi. Bộ này đánh hơi 7 mạnh lắm rồi anh em ạ. Mà nếu mà có thua thì cũng lọt có một con thôi. Không bao giờ lọt nhiều anh em ạ. Nó focus vào những con yếu máu rất nhanh. Là đa phần những cái trường hợp là chúng ta sẽ chỉ lọt một con duy nhất. Round này mà thắng là tôi sẽ bán lấy con ách. Đấy. Anh em thấy không? Ui nó dí nhanh không nhỉ? Trời ơi. Quá nhanh anh em ạ. Rồi, bán con ác đi. Lại ra cung đen này. Cung đen ra khá nhiều nhá. Round này tôi lại có thêm một con beat. Đấy, nên là tính toán là nếu mà round này mà chúng ta up cấp và chúng ta có beat thì cái sức mạnh đội hình nó sẽ mạnh hơn. Mạnh hơn nên khá khá đấy. Cộng thêm là ở đây là 15% đam đến từ beat. À,
Và cộng ở đây là cộng từ 8 con. Cũng rất là tuyệt vời đấy chứ, 15% đam mà 8 con tướng được hưởng. Rõ ràng là chúng ta lên up cấp anh em ạ. Ok, tôi sẽ up cấp lên nhé. Cái này nó tình uống, nó tận dụng tài nguyên có sẵn thôi anh em ạ. Nó ra thì up, còn nếu mà không ra thì thôi. Đấy, ra up lên thì sức mạnh đội hình nó tăng cao. Đây rồi, gặp một cái thằng Hunter. Rồi, nhưng mà Hunter này là, cho Hunter này không phải là 6 Hunter, chỉ có 3 Hunter thôi. 3 Hunter thì cái tỷ lệ mà đòn đánh theo sau ấy nó rất là ít. Ok. Rồi thôi, không làm gì cả anh em ạ. Tầm này để level 8 thôi. Ngày trước là ví dụ đến round 18 ấy, xong rồi có thêm kiểu hai con đỏ nữa dí thẳng lên 9 luôn. Kiểu ngày xưa là chơi kiểu hụt hơi ấy, kiểu nó gọi là đua tốc độ. Khi mà chơi chơi Hunter là lúc nào cũng phải là bắt buộc là phải giữ được cái chuỗi đến sau round 21. Nếu mà sau round 21 mà không giữ được chuỗi thì từ round 21 trở đi Hunter nó bắt đầu đuối đi. Sau đó là bị đẩy nhiều máu. Thì bây giờ là không có cái câu chuyện đấy nữa anh em ạ. Thực sự là bây giờ Hunter ấy, sau cái round 21 nó vẫn mạnh. Nó giữ máu rất là tuyệt vời. Nó chả có cái gì mà phải sợ cái vấn đề là chúng ta không giữ được chuỗi cả. Thậm chí là bây giờ đánh từ từ đến mất chuỗi luôn thì sau round 21 thì vẫn cứ ok. Đây là một cái đội hình mà nó không yếu ở giữa game nữa, mà thậm chí là nó còn mạnh ở giữa game. Thế thì bây giờ bây giờ tôi biết phải làm sao. Nhưng mà tôi nói với anh em là sắp tới thì có khả năng là cái bộ này sẽ rất nhiều người sở farm. Mà chả phải là sắp tới đâu, mà tôi thấy là ở cái thời điểm hiện tại cái bộ này cũng đã có rất nhiều người sở farm để leo rank rồi. Leo rank đầu mùa ấy. Đó, rất nhiều người sở farm đấy. Vì cái tính nó gọi là dễ chơi. Thực sự là rất dễ chơi nhá. Chỉ cần 6 con Hunter thôi. Mà bây giờ ấy, cái bể tướng ấy, cái bể tướng cái có, nó gọi là cái bể tướng có sẵn ấy, ở trong cái kho ấy, mà chúng ta không phải pick thêm vào ấy, từ cái kho mà chúng ta pick ở kho mở rộng ấy, thì chúng ta không phải pick thêm. Cái con pick thêm duy nhất nó chính là cái con dài cá. Còn lại những cái con còn lại thì thực sự nó cũng đã có sẵn hết rồi. Việc mà để form được 6 cái con Hunter ở giai đoạn đầu game nó thực sự nó rất là dễ. Đấy. Rất dễ luôn. Đấy, khả năng lao này mất chuỗi rồi. Nó súng rồi, nó có cái gương to quá, nó chịu. Thôi không sao. Đấy, tôi vẫn cứ nói luôn là ui thằng này có lùn, thằng nào có mạnh thế. Đó, là hơn tôi cái lùn đấy anh em. Tôi không có cái món đồ là cái hệ lùn. Cái mà món kích tộc lùn. Đó. Chính vì thế là tôi bị thua. Cái món đồ đấy là cái món đồ mà để mà nói là những cái con Hunter nó chơi với nhau ấy, thì thằng nào mà có cái món đấy thì nó sẽ có lợi thế hơn cái thằng mà không có. Đó. Để mà chiến thắng được là phải có cái đấy. Cái mà kích tộc lùn ấy. Đó, nhưng mà tôi đen quá tôi không có. Mà cái đấy nha, cái kích tộc lùn ấy nó chỉ có một duy nhất, một cái cơ hội duy nhất ở chúng ta ở round 10. Round 10 là chúng ta có một cơ hội và một cái cơ hội nữa. Nó ở rất xa, hình như là round 30 thì phải. Round 30 nó sẽ rớt cho chúng ta một cái món đồ xanh lá cây nữa. Nhưng mà cái món đồ đấy là món đồ rớt ra. Và nó rớt trực tiếp chứ nó không thông qua hòm đồ, nên là chúng ta sẽ không được chọn. Vậy là chúng ta chỉ có một cái cơ hội duy nhất là ở cái round 10, khi mà chúng ta có một cái hòm đồ xanh lá. Hơn nhau ấy, khi mà chơi cái bộ Hunter chung nhau, đấy chính là cái món đồ ở cái level 10. Ở cái round 10. Đó. Thằng nào mà cái round 10 nó rơi ra được cái món đồ lùn thì thằng đấy nó sẽ có lợi thế hơn rất nhiều. 5 thằng cùng chơi Hunter với nhau nhưng mà chỉ có một thằng có cái kích lùn, thì cái thằng kích lùn sẽ là cái thằng vô địch nha anh em nhá. Đấy. Tôi ra được cái ngọc giảm hồi chiêu nó cũng chả làm gì, nên là thôi tôi cũng rèn luôn. Kiếm một cái món đồ ở cái xanh dương. Đấy, không có gì cả, random thôi. Ok, món này thì cũng tạm tạm. Nó sẽ bảo kê được cho những cái blink của đối thủ. Blink xuống dưới sẽ bị đẩy quay trở lại.
Ok, cung đen của tôi đang gánh khá tốt. Úi dồi, thằng này khỏe quá nhỉ. Messaman đẩy càng ấy. Thằng này sẽ đẩy kinh này. Thằng này Messaman đẩy. Một lúc nữa nó sẽ đủ bộ. Rồi, súng lên 2 sao. Chúng ta sẽ dồn đồ cho súng anh em nhé. Con súng nó sẽ bắn, nó sẽ uy tín hơn là con cung đen đấy. Cung đen thì bao giờ lên 3 sao thì có thể dồn đồ cho cung đen 3. Đấy. Cung đen thì nó có mạnh hơn ở một vài trường hợp. Ví dụ như là đánh với những cái bọn kiểu warrior ấy, thì cái con cung đen này ngon. Con cung đen này đánh với warrior, hay đánh với những cái con như kiểu là Clay ấy, thì con cung đen này ngon. Đấy, còn con súng này nó sẽ ngon trong một cái vài trường hợp. Đánh với những cái con mà máu yếu hơn, giáp bé hơn thì cái con súng này nó sẽ clear nhanh hơn. Ví dụ như đánh với cả Beat này, đánh với Beat này. Đấy, đánh Beat là súng oánh rất nhanh. Ok, tôi vẫn sẽ roll ở cái level này anh em nhé. Tôi sẽ roll 3 sao ở cái level này. Hỏ lên được 3 sao này. Ở trận này có Tsunami nhưng mà tôi cũng không có hướng tới con đấy đâu. Nó ra thì chơi thôi, còn nếu mà nó không ra thì tôi sẽ nuôi con thỏ lên 3 sao. Con Tetsu nó ra thì tôi cũng sẽ có thể là tôi kẹp vào tôi thay cho cái con Wing Ranger thôi. Đấy, con cung đen với cả con súng và con thỏ tôi sẽ nuôi lên 3 sao. Con thỏ nó sắp lên rồi. Cái bộ này này, bây giờ nó rất là khỏe và anh em thấy là hiện tại tôi đang ở level 8 nhưng mà cái lượng máu của tôi là vẫn là 81 máu, giữ máu rất tốt. Anh em thấy không? Đấy, chuẩn sách giáo khoa là gì? Chuẩn sách giáo khoa là chúng ta sẽ đánh cái bộ này ở level chúng ta sẽ đánh ở level 8 và chúng ta roll 3 sao. Đấy, chuẩn sách giáo khoa luôn đấy. Đấy, mỗi round chỉ lọt một con thôi, nếu mà thua. Thậm chí tôi còn không thua cơ anh em ạ. Vẫn thắng. Quá tuyệt vời. Rồi, con thỏ chỉ còn 2 con nữa đó. Medu này. Rồi, mua con này. Con heo thì tí nữa lên 9 tôi cho vào. Hoặc là lên 2 sao thì có thể thay ở 8 được. Con unicorn thì tí nữa chúng ta sẽ thay bằng con gấu anh em nhá. Đấy, thì chúng ta kích được Beat nữa. Kích Beat với kích đỏ ở level 8. 6 Hunter kẹp với 2 Beat kẹp với cả 2 đỏ. Đội hình rất là đơn giản, dễ chơi. Úi rồi đây này anh em này. Đấy, hai nó sẽ là lên level 9 luôn và chơi kẹp với cả 4 đỏ. Nhưng mà tôi đánh giá khi mà up 9 lên thì không cao, kể cả nó có thắng được tôi. Thằng này up 9 ấy yếu hơn này anh em này, thấy không? Yếu hơn, không kẹp được 2 beat, yếu hơn. Đấy, mặc dù đây nó vẫn có thể đấm với tôi chiến thắng nhưng mà nó lại ghép cái bất diệt luôn ạ. Vãi đái. Cái bất diệt đấy là món đồ siêu late game. Late game thì mới phải lắp cái đấy đó. Ồ, từ từ nhá. Chết rồi. Không, bình tĩnh. Round này là round quái. Không khô máu đâu. Từ từ, bình tĩnh anh em ạ. Để xem nào. Bán lại đi. Tạm thời thế này đi, round sau kiếm lại con Beat nha anh em nhá. Tôi không khô máu rau quái đâu. Rau quái này việc gì mà phải roll hết tiền làm gì. Cứ từ từ. Máu thì vẫn còn nhiều mà. Từ từ nó. Đủ tiền để lên con cung đen và con súng lên 3 sao. Đấy. Mục tiêu nó sẽ là như thế. Ủa, được quá nhỉ. Rồi, thỏ lên đi. Ui, gấu này. Thỏ lên đi, không có slot đâu. Đang này phải khô máu rồi anh em ạ. Trứng này. Từ từ nha, trứng này cho cung đen hoặc là súng thôi. Rồi, ok. Rồi, có slot rồi. Ok, có slot rồi anh em nhé. Đấy, ra vừa rồi là đưa được con thỏ lên 3 sao. Quá tuyệt vời. Cái bộ này ấy, nó chơi, tôi nghĩ là nếu mà muốn được top 1 ấy, thì phải đưa hết cái bọn này lên 3 sao.
đánh theo kiểu là chất lượng tướng chứ không phải đánh theo kiểu số lượng anh em ạ. Đấy, không nên áp cấp sớm lên 9 sớm. Khi mà anh em lên 9 sớm ấy thì tôi khuyên là anh em lên 10 luôn. Chứ anh em đừng có roll ở 9. Anh em roll ở 9 anh em không bao giờ ra được cái con súng lên được 3 sao đâu. Súng hoặc là cung đen nó rất là khó để có thể roll ở level 9 ấy. Cái tỷ lệ ở level 9 ấy thậm chí là nó còn kém hơn cái tỷ lệ ở ra ở level 10. Do tỷ lệ level 9 là những cái con 1 tiền ấy nó vẫn có cái cơ hội nó ra khá là nhiều. Trong khi lên level 10 chỉ còn có 19% thôi. Là tôi nghĩ là lên level 10 luôn. Chưa cái bộ này thì nếu mà anh em đã lên 9 rồi thì anh em lên lên 10, chứ anh em đừng có dừng lại ở 9 rồi anh em luôn. À, anh em nhìn này, mạnh không này? Úi giời ơi, đang dừng lại ở 8 ấy nhá. Bắn cửa lai chết luôn này. Úi giời ơi, đẩy 11 luôn. Quá khỏe anh em ạ. Thực sự là như thế luôn. Rất là khỏe. Tôi nghĩ là tôi sẽ vẫn chỉ có roll ở cái level 8 thôi anh em ạ. Chuẩn sách giáo khoa là vẫn là roll ở level 8 chứ không phải là lên 9, lên 10 đâu. Anh em lên 9 anh em kẹp được 4 đỏ nhưng mà anh em sẽ mất beat. Đấy, cái vấn đề là cái bộ này nó cần đam nữa. Nó vừa trâu nó vừa phải có đam. Anh em để ở level 8 này thì tôi nghĩ là nó vẫn ngon hơn là 4 đỏ đấy. Bây giờ lên level 10 thì kẹp được thêm con gấu vào thì không nói làm gì. Thì tôi mới nói với anh em là lên 10 luôn chứ còn cũng chả dừng lại ở 9 làm gì. Lên 10 thì 4 đỏ kẹp với cả 2 beat vào. Ok. Ui thằng này nó chọc chết được tôi này. Căng phết nhỉ. Cáo châu phết. À, từ từ đã anh em ạ. Cứ bình tĩnh. Để xem là đổi được cái món gì không. Đổi được thêm một món xanh dương nữa. Hướng tới là cái MOM. Cái mặt lạ đi ăn hút máu ấy. Cái món đấy là cái món khá là cần đấy nhá. Món đấy là một trong những cái món nó gọi là trấn phái ở cái bộ này. Cái món đó có thể cho con súng hoặc con cung đen cũng được. Đấy, còn nếu mà ra cái gương thì chúng ta sẽ có thể cho con cung đen đó. Sau đó là làm cung đen làm co ở late game. Còn súng này thì nó sẽ không dùng gương. Có gương thì dùng thì cũng được. Nhưng mà tôi nghĩ là cái gương để cho con cung đen cầm ngon hơn. Con nào mà 3 sao thì cầm gương thì cũng khỏe. Ví dụ như là con gấu 3 sao cầm gương thì cũng ok. Rồi chúng ta đang gặp cái bộ gì đây? Cái bộ gì đây? 4 cọc à? Ui 4 cọc kẹp với cả cái bộ Hadok à? Đi rồi. Ui giời. Ui lại ra bố xét này. Và ra một cái gương cho con cung đen. Quá tuyệt vời. Xem nào, tôi sẽ đổi một cái món đồ xanh lá nữa. À một cái đồ xanh dương. Thêm một cái đồ xanh dương nữa anh em nhé. Hay là lấy đồ tím. Thôi tôi nghĩ là đồ xanh dương thôi anh em ạ. Bộ này đánh nói chung là tôi nghĩ là chúng ta đánh ở cái mức xanh dương là nhiều cái đồ mà dùng được. Đấy, đây rồi. Quá tuyệt vời. Được chưa? Ngon nha. Hai co. Chưa hai co luôn. Cung đen cũng sắp lên được 3 sao rồi anh em ạ. 13 giây roll nốt nào. Ui rồi ui, súng đập trứng luôn. Ok, may quá vẫn có slot. Con cung đen chỉ còn một con nữa thôi. Đấy, quả trứng này có thể để dành cho con cung đen. Hoặc là nếu mà ra hai con súng trước thì có thể đập cho trứng cho súng cũng được. Ok, round này gặp Saman có vẻ hơi đuối. Vẫn ăn được này. Ui giời ơi, con súng nó có MOM lại hồi máu anh em ạ. Bắn nhanh hồi máu nhanh, khỏe thật sự. Rồi round này là round quái. Round quái này tôi không muốn là lóc lại. Có thể là tôi sẽ bán cái con Wing Ranger. Lấy một cái slot. Ok. Đằng nào con đấy cũng sẽ phải bán đi thôi. Con đấy late game chúng ta sẽ thay bằng Tsunami. Đó, Tsunami sẽ thay vào. Ở đây đương nhiên tôi sẽ không thay con thỏ rồi. Nó thỏ 3 sao thì cực kỳ gánh kèo luôn.
Ok, à trận này không phải mid Saman là mid đỏ anh em ạ. Mid sáu đỏ. À, không biết là đây có phải ông này có phải là fan ở trên kênh chơi khuya không? Đấy, nhưng mà tôi biết là anh em chơi khuya là đây là bộ tủ ở trên kênh chơi khuya đấy. Chơi 3 mid kết hợp với cả 6 đỏ, cực kỳ hiệu quả luôn. Ok. Đấy cũng là một trong những cái bộ leo rank ngon nghẻ giai đoạn hiện tại đấy anh em ạ. Ui, hai quả trứng này. Ra đi, ra đi, ra một quả trứng nữa đi. Hai quả trứng nữa đập cho súng luôn. Một chết rồi, phải khô máu anh em ạ. Giờ còn 45 giây roll luôn nhá anh em nhá. Gấu này. Muốn hết tiền luôn. Đây rồi, một con nữa thôi. Một con súng nữa thôi. Ui, quá tuyệt vời luôn. Cung đen với cả súng lên 3 sao luôn. Một round. Có điều là hết tiền, quả vừa rồi là roll mất 50 tiền anh em ạ. Dã man. Quả roll mất 50 tiền. Thế là chúng ta đánh luôn ở level 8 luôn. Anh em thấy không? Tôi đánh luôn ở level 8. Dã man. Thậm chí không lên 9. Thế mà nó vẫn mạnh. Từ lấy giờ vẫn 73 màu. Anh em thấy nó có tụt đi tí nào đâu. Rồi. Sau này chúng ta lại gặp lại cái thằng Beat. Nhưng mà bây giờ khác rồi anh em ạ. Bây giờ con súng của tôi lên 3. Đấy, súng với cung đen lên 3 sao thì mọi câu chuyện nó đều được giải quyết. Và bây giờ cái tầm này tôi vẫn còn 72 máu anh em ạ. Trong khi đấy các cái nhà còn lại lần lượt ra đi. Bộ này chơi quá ổn luôn. Thật sự là như thế. Đánh ở level 8. Rồi, đổi một cái món đồ tím nữa anh em nha. Lấy thêm cái giáp nữa cho là coi như là perfect này. Gặp nhà mết thì không sợ. Cái giáp này nó có cái khả năng là giải hiệu ứng. Giải hiệu ứng và kháng phép nữa. Đấy, chống cái việc là bị hack. Co chúng ta sẽ thoải mái bắn. Ở hiện tại là hai con co của tôi đều có hai giáp giải nên là vô tư. Gặp mết là vô tư. Thậm chí là bây giờ tôi còn chưa kẹp cá vào luôn anh em ạ. Đấy, chưa thèm kẹp cá vào luôn. Và cảm giác vẫn kiểu gặp mết không sợ lắm ấy. Vừa lên anh em thấy tôi bắn mết vẫn chiến thắng. Đây này. Mết đây này. Ôi, mết có đồ kinh phết đấy. Nhưng mà ui rồi anh em nhìn con súng kìa. Con súng nó đứng một chỗ nó tỉa chết hết. Không hề có kẹp cá nha anh em nhá. Mạnh chưa? Ui trời ơi, mạnh thật sự luôn. Không thể tin được. Không thể tin được luôn. Mạnh đến như thế đấy anh em ạ. Về căn bản là bây giờ cái tốc đánh nó nhanh nên là nó sẽ không bị thừa một cái phát hit nào cả. Ngày trước là bắn nhiều khi nó bị thừa đam ấy. Bắn vào cái cung tên nó bay vào cái con chết rồi thì thực sự là nó rất là lãng phí. Nhưng bây giờ nó bắn nhanh nên là những cái cung tên nó có thể bắn vào con chết rồi nhưng mà nó chỉ bắn một cái thôi. Đấy. Thậm chí là không có cái nào. Sau khi cái liệu đối thủ là gần như là con đấy nó sẽ chuyển mục tiêu luôn. Nó sẽ không có bắn tiếp tên vào cái con đấy nữa. Nhưng mà ngày trước ấy, cái đam to lên mà bắn chậm. Anh em bảo tôi bây giờ tôi có giữ được cái 72 máu đến hết game không? Anh em nhìn này. Trời ơi, chí thật sự luôn. Ui trời ơi, nó bắn kìa. Ui đẩy nhiều luôn, 19 máu vẫn đi luôn không? May nhá, may đấy. Bên kia thằng Beat đi luôn rồi kìa anh em kìa. Ô thế ra 34 đi à? Ra 34 đi luôn anh em ạ. Dã man. Thôi, upload cho con này vào. Hết giờ. Hết tiền rồi anh em ạ. Thậm chí là không có bất cứ một cái món đồ cam nào luôn ấy. Không có bất cứ một cái món đồ cam nào luôn. Và kết thúc trận đấu ở round thứ 34. Tức là cái đội hình này nó còn nhanh nữa cơ anh em ạ. Nó còn mạnh, nó còn đẩy nhanh nữa chứ. 34 thì đâu phải là siêu late game đâu. Đâu phải là chậm đâu. Mà thằng này sao nó đẩy hết cả đội hình lên cao này. À, đây là một cái kiểu rất là máy móc. Đội hình của tôi làm gì có lùn đâu mà phải đẩy dâng cái đội hình cao như vậy nhờ. Xong rồi, ui ơi, ra Berlin xuống như kiểu sợ lùn ấy nhờ. Không có lùn, làm gì có lùn đâu. Ok. Berlin ở đây làm gì đây? Berlin như thế thì con già nó phọt có được một hướng thôi anh em ạ. À. Sai lầm của đối thủ. Nói chung là đối thủ cứ sợ là phải là gặp Hunter là cũng phải áp sát đúng không?
Không phải, nó phải có luôn thì mới cần phải áp sát chứ. Dạ man, đấy anh em thấy không, hôm nay giới thiệu cho anh em, với anh em biết rồi thì không nói em gì nhá. Và anh em chưa biết thì anh em hãy thử cái bộ này đi. Đây tôi nghĩ là cái bộ mạnh nhất ở trong meta luôn đấy, cực kỳ dễ chơi, dễ trúng thưởng. Rất là dễ để có thể leo rank, thậm chí ở đầu mùa. Anh em ạ, quá tuyệt vời luôn. Perfect, công thủ toàn diện, rất là mạnh luôn. Giữ máu tốt, cứ từ từ giữ được tiền rồi lúc nào mà chúng ta lên được 3 sao ta up dần thôi. Anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip ở bên trái và bên phải, ở cái phần video kết thúc tôi để lên đề xuất. Đó là những cái video cực kỳ hay và hấp dẫn anh em nhé. Và cuối cùng nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.